Hoan nghênh quý vị đón xem bản tin tiếng Việt ngày 7 tháng 6 của đài truyền hình PBS Đài Loan. Trước đây du học sinh tại Đài Loan phần đông là đến từ Trung Quốc, Macau và Hồng Kông. Nhưng trong những năm gần đây, do sự biến đổi về chính trị, cộng thêm ảnh hưởng của chính sách hướng Nam mới, theo thống kê của Bộ Giáo dục Đài Loan, Việt Nam hiện đã trở thành quốc gia có số lượng du học sinh tại Đài Loan đông nhất. Chỉ riêng năm ngoái, số lượng du học sinh Việt Nam đã tăng 35% so với một năm trước đó. Nữ sinh người Việt đến từ trường Đại học Khoa học Công nghệ Lộn Hỏa hào hứng chia sẻ về trải nghiệm du học tại Đài Loan. Trong những năm gần đây, nhiều trường đại học tại Đài Loan chuyển sang chiêu sinh quốc tế từ các quốc gia thuộc chính sách hướng Nam mới, trong đó sinh viên Việt Nam là đông nhất. Trong 3 năm qua, trong top 10 trường có lượng du học sinh tăng nhiều nhất, thì có đến 7 trường là thuộc chuyên ngành khoa học công nghệ. Ba trường dẫn đầu lần lượt là Lũng Hỏa, Trân Siêu và Khuân San đều là các trường chuyên đào tạo nhân tài kỹ thuật bậc trung cho ngành sản xuất. Nhiều trường đại học khoa học công nghệ hợp tác với các doanh nghiệp để tạo điều kiện cho sinh viên có cơ hội thực hành. Theo thống kê của Bộ Giáo dục, số lượng sinh viên quốc tế ở Đài Loan thời điểm trước năm 2019 dẫn đầu là sinh viên Trung Quốc. Nhưng bắt đầu từ sau năm 2020, yếu tố chính trị khiến số lượng sinh viên Trung Quốc giảm mạnh. Cộng thêm chính sách hướng Nam mới nên cơ cấu du học sinh có thay đổi. Sinh viên Việt Nam ngày càng tăng cao, thậm chí dẫn đầu trong 2 năm liền. Năm ngoái, số lượng sinh viên Việt Nam đạt 16.141 người, tăng khoảng 35% so với một năm trước đó. Nhưng lượng du học sinh Malaysia tại Đài Loan đang có dấu hiệu giảm xuống. Một trong những nguyên nhân chủ yếu giúp lượng sinh viên Việt Nam tăng mạnh là do nhiều doanh nghiệp Đài Loan đang dần dần chuyển hướng sang đầu tư tại Việt Nam, thu hút du học sinh Việt Nam quay về nước để làm việc sau khi tốt nghiệp. Một lao động di trú Indonesia vì thương xót cậu chủ người Đài Loan bị mắc bệnh đau nên đã đưa về nước chăm sóc được 4 năm. Nhưng vì 2 năm trước, sau khi người cha của anh này qua đời, những người thân khác đã không chịu chi trả chi phí liên quan, thậm chí cắt đứt liên lạc. Cơ quan đại diện của Đài Loan tại Indonesia đã chứng thực nguồn tin, đồng thời cho biết sẽ cung cấp sự hỗ trợ cần thiết. Hình ảnh cho thấy chàng trai khuyết tật cấp độ nặng được lao động di trú Indonesia chăm sóc vô cùng chu đáo. Tình cảm giữa họ cũng giống như người thân trong gia đình. Đoạn phim gây chú ý trong dư luận tại Indonesia. Câu chuyện bắt đầu vào năm 2013, cô City sang Đài Loan làm việc, phụ trách chăm sóc chàng trai khuyết tật họ Huỳnh trong 6 năm. Năm 2019, cô City và bố của anh thỏa thuận, ông sẽ chu cấp một khoản tiền để cô đưa anh Huỳnh về Indonesia chăm sóc. Nhưng 2 năm trước, sau khi người bố qua đời, thì người nhà ở Đài Loan không muốn chu cấp chi phí nữa, thậm chí còn từ chối liên lạc. Đại diện cơ quan ngoại giao Đài Loan tại Indonesia chứng thực anh Huỳnh năm nay 24 tuổi hiện đang cư trú tại Indonesia. Sau khi nhập cảnh vào tháng 7 năm 2019 đến nay chưa hề xuất cảnh, visa cũng đã quá hạn. Đại diện cơ quan ngoại giao cho biết hiện đã liên hệ với Cục Di dân Indonesia để thảo luận và sau khi liên hệ được với người thân sẽ hỗ trợ đưa anh quay về Đài Loan. Cô City cho biết mẹ anh Huỳnh hoàn toàn không muốn chăm sóc, thậm chí còn muốn bỏ rơi anh. Do xuất phát từ lòng trắc ẩn nên cô mới tiếp tục chăm sóc. Cục xã hội thành phố Tân Bắc cho biết nếu như sau khi anh Huỳnh được đưa về Đài Loan, nhưng người thân không muốn chăm sóc thì sẽ vào cuộc khởi động cơ chế bảo hộ sắp xếp chỗ ở. Hiện các cơ quan hữu quan đang cố gắng liên hệ và xử lý. Một người đàn ông tại Cao Hùng bị chẩn đoán xuất hiện tình trạng sùi màu gà ở mắt, ở miệng và chân tay. Bác sĩ nghi rằng người này bị lây nhiễm do tắm suối nước nóng hoặc do sử dụng nhà vệ sinh công cộng. Theo tài liệu của nước ngoài phát hiện, các địa điểm như bệ xí công cộng, suối nước nóng đều có xuất hiện virus sùi màu gà. Ngoài ra, khả năng nhiễm virus từ những nơi như thang cuốn, nút bấm thang máy lên tới 90%. Cứ ngỡ là một lèo ở mắt nhưng không ngờ lại là bệnh sùi màu gà. Một nam giới họ Trần ở Cao Hùng vô cùng bất ngờ khi nhận kết quả chẩn đoán, đặc biệt là vị trí nhiễm bệnh của anh khác với thường lệ, lại nổi ở hai mắt, tay phải, ở đùi và trong miệng. Nhiễm sùi màu gà khiến anh khá bất ngờ vì bản thân rất chung thủy với bạn gái, luôn quan hệ tình dục an toàn. Tuy chưa xác định được nguyên nhân nhưng nghi là có liên quan đến việc ngâm sùi nước nóng.
90%的菜花病毒，而且它在我们四周环境呢，它存活时间是30分钟。 Theo bác sĩ, quan hệ tình dục là con đường truyền nhiễm chủ yếu của bệnh này, nhưng trong một số nghiên cứu ở nước ngoài cho thấy trên bệ sĩ và trong nhà tắm công cộng cũng phát hiện virus sùi màu gà. Theo đó, tỷ lệ ở bệ sĩ là gần 20%, số nước nóng là 10%, tay vịn hàng cuộn nước bấm thẳng mãi lên gần đến 90%. Những năm gần đây ở nước ngoài có khá nhiều trường hợp lây nhiễm qua các đường tiếp xúc trên, nhắc nhở mọi người cần chú ý đề phòng. Trong môi trường xung quanh tuy có khả năng tồn tại virus sùi màu gà, nhưng theo bác sĩ, cơ thể con người có sức đề kháng, trừ khi đúng lúc có vết thương mới có khả năng bị lây nhiễm. Vì thế không nên quá lo lắng, nhưng cũng nên rửa tay thường xuyên và chú ý khử khuẩn để giảm thiểu rủi ro. Sự biến đổi khí hậu đã gây tác động mạnh lên ngành nông nghiệp và ngư nghiệp. Dạo gần đây tại khu vực Phan Nguyên ở Chương Hóa, xuất hiện một khối lượng lớn tàu biển làm phủ lấp toàn bộ khu vực nuôi hào, khiến cho một nửa số hào nuôi bị chết, gây thiệt hại nghiêm trọng. Những hộ nuôi hào ở khu vực Phan Nguyên, Chương Hóa vô cùng đau xót, phóng tầm mắt ra xa. Những lồng bè nuôi hào ven biển đều bị phủ lên một lớp tảo biển dày trông tựa như một tấm thảm màu xanh lục, khiến hào chết la liệt. Nhiều hộ nuôi hào cho biết hàng trăm năm nay chưa bao giờ gặp cảnh tượng như vậy, e rằng năm nay sẽ thất thu nặng nề. Sau khi tiến hành khảo sát thực tế, Phòng Nông nghiệp huyện Chương Hóa sơ bộ phán đoán do hiện tượng khí hậu cực đoan đã khiến tảo biển sinh trưởng mạnh. Ước tính số lượng hào bị chết ở khu vực duyên hải Phan Nguyên ít nhất đạt khoảng 50%. Cuộc chiến Nga-Ukraine bùng nổ đã hơn một năm. Vào đúng dịp Ukraine đang chuẩn bị phản công, thì một đập nước rất lớn tại Kherson thuộc khu vực do quân Nga kiểm soát vào ngày 6 tháng 6 bất ngờ bị phá hủy bằng thuốc nổ bởi thế lực chưa được xác định. Nước lũ đã cuốn trôi 80 ngôi làng, khiến gần 40.000 người buộc phải sơ tán khẩn cấp. Phía trên của đập nước bị phá hủy này có một hồ chứa nước rất lớn với sức chứa 18 triệu tấn nước. Những dòng nước lũ cuồn cuộn chảy xuống từ khu vực bị phá hủy nuốt trọn 80 ngôi làng, biến nơi đây thành một biển nước mênh mông, dự đoán phải sau khoảng 4 đến 5 ngày nước mới rút hết. Chính quyền địa phương đã sơ tán cấp tốc khoảng 40.000 người dân. Văn phòng Tổng thống Ukraine cho biết đập nước bị vỡ đã làm rò rỉ 150 tấn dầu thô từ hệ thống máy móc của đập nước, vì thế đã dấy lên làn sóng tiếng nói chỉ trích của cộng đồng quốc tế. Về việc rốt cuộc ai là người đã cho đặt thuốc nổ phá hủy đập nước, thì hai bên Nga và Ukraine đều chĩa mũi nhọn về phía bên còn lại. Cảm ơn quý vị đã theo dõi bản tin hôm nay. Trước khi kết thúc, xin mời quý vị cùng đón xem hình ảnh cuộc đua máy cắt cỏ ở Anh Quốc.